thúc cái dòng chảy của chợ Xuân, chợ Tết, chợ Vạn Phúc bác. Còn vài ngày nữa là Tết rồi. Ta sẽ đi xem không khí của chợ Xuân các bạn. Đây, tôi thấy một số cây quất và cái chanh rất là hay. Và hồng trà đây rồi. Muốn tiếp cận nhưng mà đông quá. Để cho vắng ở đấy mình sẽ ra. Thanh ngọc này, rất đẹp. 200 một gồng hoa này hả em? 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu một gồng hoa. Thanh ngọc này, lan quý đấy. Lan thanh ngọc sang trọng. Đẹp nha. Rũ ra hết cái này nhưng mà đắp vào rất là đẹp. Tất cả đều Hối Hả làm hàng Tết này. Làm rất nhộn nhịp khắp các ngả đường của chợ này. Đang hỏi một số du khách. Đây. Quất thể nó tán như cái ô. Chị ơi, cái này bao tiền đấy? 5,5 triệu. 5,5 triệu. Bắt đầu mưa rồi. Mưa như mưa xuân. Không khí cực kỳ thế. Lạnh, không lạnh lắm. Hai triệu rưỡi có khó là gì? Quyền. Hay quá. Thôi, đấy chưa này. Đi chơi xuân, đưa con cái, đưa hồng trà này rất là đẹp. Cái này thì có một con đông chở, đông chối. Anh xe tô chở cho được. Anh lọc. Đấy, cái hồng trà này rất là đẹp, rất là thích, rất thốn Trung Hoa, rất thốn Trung Hoa. Ớt cay, ớt cay. Chung là giá bây giờ hỏi thì nó loạn, nó đi hưởng không khí rồi các bạn. Cái chanh ba thân, chanh ba thân, bóng rất xuôi xuôi. Đấy, cái chanh. Cái gì à cô ơi? Đấy, nó rất là đẹp. Tổng đây. Đào thất thốn Trung Quốc. Đào này bao tiền hả chị ơi? Đào đấy, cái đào đấy là 2,3 triệu. Hàng to 2,3 triệu. Hàng nhỏ à, triệu rưỡi, nhỏ đấy. Cái này hơi rất em, cái chút này hơi rất em.
phố Vũng Tàu. Quất rất nghệ thuật, dáng thế rất tự nhiên, rất nghệ thuật. Không hỏi được nhiều giá nữa. Đấy, quất này, cái quất mà như cái cam này, cao 1m8, quất cao 1m8, đường kính gốc, đường kính gốc có ghi ở đây này, đường kính gốc 10 bao nhiêu không nhớ, nhìn thấy kỹ đây là có chữ viết được. Nhìn cái bộ quất ở đây khá là ổn, rất đơn giản mà lại rất là bắt mắt. Thường là quất đều ở đây đều công cao hết, đều công cao thoát thân hết, họ chơi công cao thoát thân. Đào, đào bích. Tấp nập con người, như dòng chảy, như là ngày Tết, tức là ngày Tết phiên cận Tết lắm rồi. Dâu tây. Nhỏ nhất của cái ghi còn không nhỉ? Dâu tây à? Đấy, dâu tây này có quả. Ghi có mà. Bà nó thơm ơi, ghi nhỏ nhất ở dưới kia. Đây, có quả. Bao tiền khóm dâu tây này ạ? Trong chậu thì 70.000, còn dưới tới này thì 50.000 một cây. Sống là khỏe đúng không? Sống khỏe anh ạ. Tưới nước bình thường thôi. Cái này mang cho em ơi. Ngày dưới một lần thì không có. Cái này ở trong ba cái này quả gì đâu. Làm cái đấu rồi thế, rồi thế. Đây trồng đất rồi mới lên. Vẻ gì? Còn đây trồng đất từ lần này. Vẻ chứ. Rủ. Đâu chờ 70, không chờ 50. Kia trong bịch thì 50 ạ. Chưa có chậu thì 50. Mới chị 10.000. Đây em phải chọn, em chọn em mỗi bên. Đang chọn hoa này. Cái này quất đoá. Hôm nay tôi theo cái cảm nhận là không đắt lắm đâu. Một số tất cả thị trường chung là không đắt lắm. Bởi người ta cũng khó tính hơn rồi. Và cái chi tiêu của cái budget, cái quỹ ấy, thì nó cũng không được thoải mái như những cái năm trước. Có thể nói càng ngày càng kỹ tính hơn chi tiêu, thì thu nhập thì họ cũng có, không đến nỗi đâu, nhưng mà chi tiêu họ là có tính toán hơn. Cho nên người bán cũng lượng. Rất nhiều hồng trà. Đang mưa, đang có mưa này quá, mưa xuân. Nhưng mà chi mai, cố gắng tìm một cái chi mai nó thật là ưng ý. Chưa thấy cái nào các bạn. Chưa thấy. Cái hồng trà này được cây về cũng rất là hay đấy. Hoa. Wow.
tấp nập cả ngày đấy, chứ không phải là chỉ một buổi sáng đâu các bác nhé. Chứ viên giờ bình thường là chỉ buổi sáng thôi. Bây giờ thì đào quất thì nó bày bán các ngày trong tuần. Hàng bonsai tạm gác lại các bạn. Rồi rất là đẹp luôn. Tắt đường. Mai nhỏ hơn. Dợp trời Đỗ Quyên hồng này, dưới là đỏ, rất là mướt mắt, rất mướt mắt. Đây, những cây Đỗ Quyên mà thoát thân như này thì giá trị hơn. Lan, lan. Tôi đang đi đến khu vực gần cuối chợ. Thu Hải Đường. Đấy, chút quà vặt chợ Tết. Đưa các cái chợ mở. Lượng không được ở đằng bên phía bên phải này, vừa nãy là dịch bên trái vừa nãy tôi đi qua là có một nhánh để đi ra chỗ khu vực bán cá, cá cảnh ấy. Cá cảnh bây giờ ra chỗ khu vực chỗ Bà Vững xem sao. Đấy, tôi vừa nãy đi một dòng một mạch từ đầu chợ đến cuối chợ. Cuối chợ là khu vực của Bà Vững mà biết đây. Bonsai vẫn truyền thống, vẫn ở vườn đây, toàn hoa thêm rất nhiều. Bà Vững nhập về rất nhiều hoa này. Bắt hàng vào ơi. Vâng ạ, bắt hàng vào. Bán đắt lắm rồi mẹ. Vâng. Quay cho bà đi, bán đắt hàng lắm. Bán những cái gì đắt? Nhiều thứ, sáng nay bán mấy này bán. Cục này là bao tiền? Cây này là bán 3 triệu. Bao nhiêu? 3 triệu. Cái đá thả nước rồi. Thẳng quá anh, bây giờ trả ai chơi bonsai toàn hoa. Ừ, toàn hoa. Quà này ta bán liên khúc. À biết, bonsai á? Liên khúc. À, thế bán quá. Không thuê người nguyên đêm qua chở 3 chuyến xe. Chở đi đâu? Chở ra tận Thái Nguyên, tận à, đi xa khắp nơi luôn được à? Giỏi quá. Vâng ạ. Hay quá. Để tiếp tục đi sang khu vực hoa với chợ cá đằng kia các bạn. Cái chỗ này thì được quay lại sau. Đấy, tấp nập, ai cũng có việc, chợ Tết thì người nào cũng, hàng nào cũng được quan tâm. Để tôi xem
chợ hoa tiếp. Chứ có chỗ này thì cũng lúc nào cũng ở đây rồi.